5 lợi ích của chatbot trong thiết kế website doanh nghiệp. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Ở video clip này, Tân sẽ chia sẻ cho bạn về 5 lợi ích của chatbot trong việc thiết kế website của doanh nghiệp của bạn nhằm giúp doanh nghiệp của các bạn có thể là gia tăng doanh số, tăng cường cái hiệu quả trong việc mà xử lý tư vấn khách hàng cũng như là giảm bớt được cái nguồn nhân sự để túc trực. Ok, với giá trị video clip này nếu mang lại cho bạn những điều bổ ích và điều thật sự hay ho thì đừng quên bấm like video cũng như subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho Tân, để giúp cho Tân có động lực được tiếp tục phát triển kênh Tân Nguyễn Marketing. Ok, bây giờ Tân cùng các bạn sẽ đi vào cái nội dung chính của video này. Đầu tiên với lợi ích của chatbot đó chính là nó sẽ là trả lời tức thì cho các bạn. Bởi vì sao đây là một cái lợi ích quan trọng? Bởi vì tâm lý hành vi khách hàng hiện nay họ có quá nhiều sự lựa chọn, nên là khi mà họ lướt các cái thông tin ở trên là website, họ thấy được cái thông tin mà hữu ích, thông tin cần thiết, họ có bất kỳ câu hỏi, bất kỳ cái thắc mắc nào thì họ sẽ ngay lập tức mà hỏi thăm. Và nếu họ thăm không được phản hồi, không được trả lời thì khả năng họ sẽ bỏ đi. Mà một khi họ đã bỏ đi rồi thì họ sẽ không nhớ về cái trang của bạn nữa, không nhớ về doanh nghiệp của bạn nữa, và khả năng bạn mất khách hàng ra rất là cao. Thậm chí sau này bạn có trả lời lại cho họ thì cái phiên giao dịch đó đã kết thúc rồi, và cái sự lãng quên trong tâm trí của họ đã phai dần đi cái website của bạn rồi. Nên là việc trả lời tức thì là một việc rất cần thiết trong cái tư vấn kinh doanh hiện nay. Việc rớt khách hàng bởi vì không trả lời nhanh chóng và kịp thời là một điều được thống kê và được ghi nhận, nó là hiện hữu. Nên bạn phải chấp nhận với việc này và tìm cách xử lý nó. Và chatbot là một trong những công cụ có thể giúp bạn làm được điều đó. Thứ hai đó chính là xử lý dữ liệu. Cuộc hội thoại nhanh. Xử lý dữ liệu cuộc hội thoại nhanh này là như thế nào? Thì nó có thể là ghi nhận được cái cuộc hội thoại và nó phân tích ra được rằng cái cuộc hội thoại nào mà nó sẽ cần cái người nhân viên, người thật để trả lời, cuộc hội thoại nào là quan trọng, cái dữ liệu nào là cần thiết để có thể chuyển tiếp vào những cái bộ phận liên quan. Bởi vì với các chatbot thì nó có thể là liên kết với các là con người thật, những nhân viên tư vấn thật sự đang túc trực, những bộ phận chăm sóc khách hàng đang túc trực để có thể là hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng và phù hợp nhất, chứ không phải hoàn toàn nó là robot. Nên việc nó nhìn nhận được cái dữ liệu nào là dữ liệu có thể tiếp tục nó hỗ trợ, nó trả lời thì nó sẽ tiếp tục làm câu chuyện đó. Còn cái dữ liệu nào mà nó phải chuyển giao cho người thật, cho nhân viên xử lý thì nó sẽ ngay lập tức biết cách nó chuyển giao. Thì đây là cái cách mà nó phân chia được dữ liệu một cách tốt nhất và nó sẽ hỗ trợ khách hàng một cách mà tối ưu nhất do cái nhu cầu của họ đang mong muốn. Ok, thứ ba đó chính là nó là nhân viên sale kỹ thuật số của bạn. Nó sẽ là một nhân viên sale kỹ thuật số của bạn. Bởi vì cái con chatbot này nó có thể là so sánh những cái thiết lập trong cái cuộc hội thoại để giải quyết được các cái vấn đề và câu hỏi của khách hàng đang tìm kiếm, đang hỏi thăm nó. Mà tại sao vấn đề của khách hàng mang tới cho nó được giải quyết? Tại vì cái câu chuyện là bạn thiết lập những câu hỏi được quan tâm nhiều nhất, những câu hỏi mà được khách hàng hay hỏi nhất, thì nó sẽ tự động trích lục từ trong cái kho dữ liệu mà bạn đã thiết lập ra để trả lời cho khách hàng. Cùng với đó là nó có hệ thống AI, hệ thống trí tuệ nhân tạo thông minh, nó có thể đọc được câu hỏi của khách hàng và nó so sánh câu hỏi này nó có những từ khóa gì, liên quan tới nội dung gì, thì nó sẽ trích lục nội dung đó ra để trả lời cho khách hàng. Giúp cho khách hàng thỏa mãn được tất cả những cái thông tin cần thiết trong cái quá trình mà hỏi thăm cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Thì khi mà khách hàng thỏa mãn được những điều đó thì khách hàng sẽ có cái niềm tin, có sự tin yêu, có cái cảm giác yêu mến với cái sản phẩm dịch vụ của mình và nhớ tới thương hiệu của mình. Có thể họ chưa mua lúc này nhưng họ sẽ gợi nhớ và có thể họ lưu lại cái thông tin của doanh nghiệp chúng ta để mua hàng ở những lần sau. Thì có phải nó đóng vai trò giống như là một cái nhân viên kỹ thuật số, nhân viên sale kỹ thuật số của bạn hay không? Chính xác các bạn ạ. Nó giảm được cái phần mà nhân sự cho các bạn khi các bạn mà thực hiện cái việc mà xây dựng doanh nghiệp, các việc mà vận hành trong quá trình mà bán hàng, trong quá trình kinh doanh, tư vấn khách hàng, chăm sóc khách hàng.
Ok, thứ tư nó là phân bổ lead, chính xác hơn. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nó sẽ ghi nhận lại và nó sẽ lập được những cái cuộc hội thoại nào, những khách hàng nào đang liên hệ với các bạn là thuộc cái tiềm năng như thế nào. Tiềm năng có thể mua hàng, tiềm năng sẵn sàng mua hàng, tiềm năng đang tò mò, tiềm năng chỉ là đang quan tâm, hoặc là tiềm năng hỏi cho biết, hỏi cho có. Tất cả đều được ghi nhận và được thống kê lại trong những cái thẻ tắt khác nhau. Nó sẽ làm được câu chuyện đó cho các bạn. Và với câu chuyện đó thì bạn dễ dàng quản lý cái việc phân bổ. Và đối với những lead nào có sự quan tâm thật sự, những lead nào mà sẵn sàng mua hàng, sẵn sàng chi tiền, thì bạn sẽ tập trung khai thác và đốc thúc để cái quá trình sale diễn ra và bạn chốt sale được tốt hơn. Còn những thành phần nào liên quan tới việc mà chỉ tìm hiểu, chỉ là tò mò hay là cân nhắc, thì bạn sẽ có quá trình chăm sóc phù hợp để họ gia tăng niềm tin, để họ có thêm được những cái dữ liệu cần thiết trước khi mà họ ra quyết định mua hàng. Và cái cuối cùng Tân muốn nói các bạn đó chính là khả năng kết nối với các công cụ sale marketing khác. Các công cụ đó có thể là gì? Các công cụ đó có thể là hệ thống CRM, là hệ thống chăm sóc khách hàng. Các công cụ đó có thể là trên là Google, Excel, trên file Excel trên Google, hệ thống dữ liệu trên Google. Các công cụ đó có thể là email marketing và rất nhiều các cái hình thức khác nữa. Thì với việc kết nối những cái công cụ đó lại với nhau, thì bạn sẽ dễ dàng quản lý, chăm sóc và liên kết thông tin lại với nhau cho một cái quy trình làm việc với khách hàng được dễ dàng và thuận lợi hơn. Và từ đó giúp tiết kiệm được cái thời gian quản lý của các bạn, cũng như là cái thời gian mà các bạn đưa ra những cái chiến lược sắp tới để vận hành tất cả những cái này lại với nhau nhằm mang lại cái kết quả cao hơn. Thì trên đây Tân vừa liệt kê cho các bạn 5 cái lợi ích mà chatbot nó sẽ hỗ trợ trong việc thiết kế website một cái doanh nghiệp như thế nào. Và Tân đã phân tích kỹ 5 cái yếu tố này để cho các bạn hiểu và bạn biết được cái lý do vì sao bạn nên ứng dụng nó vào trong cái việc mà để bên trên cái website của các bạn để hỗ trợ khách hàng, nhằm khách hàng tăng được cái doanh số bán hàng cũng như là tăng cường được cái nhận thức thương hiệu trong tâm trí của khách hàng tốt hơn. Nếu giá trị video clip thấy hay thì đừng quên bấm like video để ủng hộ cho Tân. Cùng với đó là bấm subscribe đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video chia sẻ khác về kiến thức marketing, kiến thức kinh doanh trên kênh Tân Nguyễn Marketing. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và bạn có cảm nhận như thế nào về giá trị video mang lại, hãy để lại phần comment bên dưới video và hãy cho Tân biết bạn đang thích con số nào trong 5 con số bên dưới. Và bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới những lợi ích của chatbot trong thiết kế website doanh nghiệp thì cũng để lại câu hỏi bên dưới phần comment. Tân sẽ tìm hiểu những câu hỏi nào được quan tâm nhiều nhất và sẽ xây dựng những chuỗi video liên quan nhằm hỗ trợ cho các bạn, giúp các bạn làm marketing online được tốt hơn. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.